Bạn Hồng Liên nhá. Nào, bắt đầu với câu hỏi số 1 nào các em. Comment lên. Cô chào Minh Quốc nhá. Có vẻ như mấy hôm mà pet nó hơi lỗi một chút, các bạn bỏ cô đi rồi. Vậy thì share like giúp cô để các bạn khác quay trở lại học nào các em ơi. Rồi, cô thấy khá nhiều bạn đang comment câu số 1 rồi, như là Linh Trâm chọn 1B, Nguyễn Hoàng Dung 1B, Tuấn Hoàng 1B, Hồ Thị Hồng Duyên cũng là 1B. Chu Thị Trà My cũng có đáp án 1B. Vậy chúng ta xét xem câu 1 có phải là B không nha. Câu 1 này. À, nguyên tử của một nguyên tố có điện tích hạt nhân là 13 cộng. Ồ, 13 cộng thì chúng ta quen quá rồi đúng không? Đó, 13 cộng thì đây chính là nguyên tố nhôm rồi. Số khối thì A bằng 27. Vậy số electron hóa trị của nguyên tử đó là... Rồi, Nguyễn Văn Cương cũng ra B và Vũ Minh Hiếu ra B. Ok. Các bạn ơi, comment theo cú pháp cho cô đó là số thứ tự kèm với đáp án nhé. Để lát cô chuyển giữa câu 1 với câu 2 không bị nhầm lẫn với nhau nhá. Câu này này, à, để xác định số E hóa trị của nguyên tử đó, chúng ta sẽ dựa vào số đơn vị điện tích hạt nhân nhá. Thì ở đây chúng ta đang có là Z bằng 13. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Dung nhá. Đó, mình khuyên các bạn nên đăng ký live VIP của cô đi nha. Cô dạy dễ hiểu lắm luôn á. Rồi, rất cảm ơn Nguyễn Hoàng Dung luôn, một thành viên rất là chăm chỉ trong đội VIP của cô. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có là Z bằng 13 này. Đó, Z bằng 13 chúng ta sẽ có cấu hình E là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 và 3P1 đúng không? Như vậy là nguyên tố này là nguyên tố nhóm A. Số E hóa trị ở đây là bằng bao nhiêu? 2 cộng 1 là 3. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B. Có cách nào khác mà chúng ta không cần viết cấu hình E mà chúng ta vẫn có thể xác định được đáp án hay không? Thì đó là các bạn phân bố các electron vào các lớp E. Thì 13E này chúng ta sẽ phân bố thành 2, 8 và 3. Như vậy có 3E lớp ngoài cùng. Khi đó số E hóa trị ở đây sẽ là bằng 3. Đó là đối với nguyên tố nhóm A nha. Ok. Chuyển sang câu hỏi số 2. Chuyển sang câu hỏi số 2 nha. Cô thấy Linh Trâm chọn 2B. Các bạn khác nào comment tích cực lên các em ơi. Nhanh nào. Comment đáp án cho cô ở trong câu số 2 nhé. Một nguyên tử X có tổng số hạt electron ở các phân lớp S là 6. Tổng số electron lớp ngoài cùng cũng là 6. Cho biết X thuộc về nguyên tố hóa học nào? Cô thấy Linh Trâm chọn 2B, Tuấn Hoàng, Minh Quốc, Hoàng Đình Quyền, Hồ Thị Hồng Duyên, Nguyễn Hoàng Dung, Lê Hiếu đều ra B luôn. Chu Thị Trà My cũng có đáp án B. Nguyễn Văn Cương B, Lê Hiếu cũng là B luôn. Rồi, ok. Vậy Đỗ Nhung cũng ra là 2B. Trong câu số 2 này, chứ rồi giọng hơi bị lạc một chút các bạn ạ. Câu số 2 nha. Thì chúng ta có là gì ạ? À, tổng số hạt electron ở phân lớp S là 6. Như vậy chúng ta viết cho tới khi đạt đến cái trạng thái là số E ở phân lớp S là bằng 6 nhá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Vậy 2 cộng 2 cộng 2 là 6 này. Tổng số E lớp ngoài cùng cũng bằng 6. Như vậy là ở đây lớp ngoài cùng là lớp 3 này, thì nó sẽ là thêm 3P4 nữa, đúng không? Để số E lớp ngoài cùng là 2 cộng 4 là 6. Sau đó các em đếm cho cô tổng số E ở trên này. Đó, 2 cộng 2 cộng 6 là 10. 10 cộng với 2 là 12. 12 cộng với 4 là thành 16. 16 thì chúng ta sẽ chọn của Lưu Huỳnh có Z bằng 16. Ok, rồi, chính xác luôn. Hồ Thị Hồng Duyên nói rằng là Lưu Huỳnh Z bằng 16, chính xác. Rồi, chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 3 nha. Câu hỏi số 3 các bạn sẽ thấy là à, cái mức độ bài tập của cô Thu có vẻ như càng ngày càng khó hơn đúng không? Và khi mà khó hơn có nghĩa là chúng ta đang nâng một cái tầm mới rồi nha. Rồi, chuyển sang câu số 3 cho cô xem nào. Câu số 3 nha. Nguyễn Hoàng Dung ra 3C, Tuấn Hoàng 3C.
Quốc Anh 3C. Lê Hiếu cũng có 3C, Hồ Thị Hồng Duyên 3C. Vũ Thảo có 3C. Các bạn khác đâu rồi? Comment hết lên cô xem nào. Chu Thị Trà My cũng ra đáp án là 3C. Rồi, trong câu này đề lại cho chúng ta là trong nguyên tử Y có tổng số proton, neutron và electron là 26. Hãy cho biết Y thuộc loại nguyên tố nào sau đây? Biết rằng Y là nguyên tố phổ biến nhất có trong vỏ trái đất. Ok. Trong câu này chúng ta lại sử dụng cái biểu thức đó là gì nhỉ các bạn ơi? Linh Trâm và Đặng Tâm cũng có 3C luôn. Câu này chúng ta mới chỉ có tổng số hạt ở đây đang là bằng 26, có nghĩa là S bằng 26. Vậy chúng ta có được cái biểu thức là gì? Các bạn comment lên cô nghe nào. Chúng ta có được biểu thức như thế nào đây? Phần trước nào comment lên. Ôi 2K600 cực kỳ luôn đấy chứ. Nào chưa làm câu số 4 vội nha. Câu số 6 này cô hỏi các bạn nhé. Trong câu số 6 ấy thì chúng ta đang có tổng số hạt là bằng 26. Vậy là chúng ta có một cái biểu thức chặn. Đó là Z lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu và nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu, nó có mối liên hệ đối với lại tổng số hạt như thế nào đây? Comment lên cho cô xem nào, xem còn nhớ cái biểu thức cô đã dạy ngay từ đầu chưa? Nhá. Xem là ai còn nhớ cái biểu thức đó không nào? Còn chưa nào? Z lớn nó bằng bao nhiêu và nhỏ nó bằng bao nhiêu đây các bạn ơi? Z của mình là số đơn vị điện tích hạt nhân và S. S bằng cái gì? S là tổng số hạt. Tổng số hạt trong bài này đang bằng 26 đúng không? Đó. Vậy thì cái số đơn vị điện tích hạt nhân nó có mối liên hệ như thế nào đối với lại đối với S đây? Khẩn trương nào. Ồ, chưa ai comment cả. Lớn hơn bao nhiêu và nhỏ hơn bao nhiêu nhỉ? À, lớn hơn S chia cho bao nhiêu đây? Lớn hơn S chia cho 3,5 và nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn bằng S chia cho 3,5 nha. Và nhỏ hơn hoặc bằng S chia cho 3. Như vậy là chúng ta sẽ thay vào 26 chia cho 3,5 thì bằng 7,4. Đúng rồi, cái giá trị này là 7,4 này. Và nhỏ hơn 26 chia cho 3 là 8,7. Và Z đây là số nguyên. Các em ơi, Z là số nguyên. Vậy thì từ đây mình sẽ có là Z ở đây chính là bằng 8. Được chưa? Z bằng 8 thì chúng ta sẽ có là N ấy, sẽ bằng 26 trừ đi 8, 2, 16 là còn lại là 10. Đúng không? Đó. 26 trừ đi 8 nhân 2 là 16, còn lại là 10. Vậy từ đây suy ra số khối A sẽ bằng 18. Như vậy ký hiệu này sẽ là oxy 818. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C trong câu số 3 nhá. Ok, rồi cô thấy các bạn comment rồi. Chuyển tiếp qua câu số 4 nào. Cô bắt đầu nhận comment trong câu số 4 nhá. Các bạn ơi, các bạn đã hiểu câu 3 rồi thì tim nhẹ cô một cái nhá, để chúng ta sang câu số 4. Đúng rồi, comment hết lên nhá. Đã học qua like rồi là phải comment hoặc là ủng hộ cô bằng một lượt share vào các nhóm đi các em ơi. Rồi, câu số 4, Quốc Anh chọn 4B, Vũ Thảo 4B. Các bạn khác nào? Tuấn Hoàng 4B. Nguyễn Hoàng Dung 4B. Cô ấy đâu ra 8 vậy à? Đây em ơi, Nguyễn Văn ơi nhá. Z này lớn hơn là bằng 7,4, nhỏ hơn là bằng 8,7 mà nó là số nguyên em ạ. Thì từ cái lớn hơn là bằng 7,4 mà nhỏ hơn bằng 8,7 thì giá trị nguyên chỉ có một giá trị duy nhất thôi, đó là Z bằng 8 nhá. Khi có Z bằng 8 rồi thì chúng ta có cái biểu thức S ấy. S nó bằng 2Z cộng với lại 2Z cộng với N đúng không? Từ đây mình tìm ra N bằng 10 nhá.
Ok, Chu Thị Trà My cũng có 4B, Hồ Thị Hồng Duyên 4B, Đặng Tâm cũng là 4B luôn. Rồi. Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82. Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Vậy ký hiệu hóa học của X là? Đây là loạt cái câu bài toán hạt mà chúng ta thấy là không thể không biết ở trong chương số 1 đúng không? Nói chung là bài toán hạt là cái dạng bài toán mà bắt buộc chúng ta phải hiểu, phải làm được ở trong chương số 1. Được chưa ạ? Vậy ta xét xem trong câu này hệ phương trình sẽ có là gì đây? Tổng số hạt cơ bản là 82, như vậy là 2z cộng với n đa bằng 82. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Hạt mang điện gồm electron và proton, như vậy 2z này này chính là hạt mang điện nhá. Rồi, như vậy là 2z. Hạt không mang điện là n, như vậy 2z trừ đi n đang bằng 22. Thì chúng ta giải hệ phương trình này chúng ta sẽ tìm được z và n nhá. À, em hiểu rồi, ok. Chúng ta ra được Z bằng 26, ổ sắt rồi, đúng không? Và N bằng 30. Như vậy 26 thì nó chính là sắt, sắt 26, và số khối A là 26 cộng 30 là thành 56. Như vậy từ đó mình sẽ chọn đáp án B trong câu số 4. Ok, đúng rồi nha các bạn ơi. Rồi, rất là tốt luôn. Câu số 4, tất cả các bạn đều comment đáp án là 4B luôn. Rồi, Phương Anh Pa cũng 4B. Rồi, chuyển sang câu số 5 nha. Câu số 5 này, vừa câu trước chúng ta tìm ra được là sắt, thì câu số 5 lại hỏi cấu hình electron của sắt, đúng không? Quá logic luôn, đúng không? Rồi, à câu số 4, câu số 5 nào các em? Đã chuyển tiếp qua câu số 5 nhá. Quốc Anh ra 5C, Tuấn Hoàng 5D, như vậy là câu 5 đang có hai luồng đáp án khác nhau này, C hoặc là D. Nguyễn Hoàng Dung 5D. Các bạn khác cũng comment lên cô nghe nào. Hồ Thị Hồng Duyên 5D. Đặng Tâm cũng có đáp án 5D luôn. Rồi câu số 5 em ơi, cấu hình E của sắt thì mình sẽ biết là A1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 và 3D6, đúng không? Đó. Như vậy là đáp án là gì đây? 4S2, 3D6. Người ta yêu cầu là xác định cấu hình E của sắt 2 cộng. Sắt 2 cộng thì nó sẽ nhường 2E ở cái lớp ngoài cùng này, cái phần lớp ngoài cùng này, thì sẽ chỉ dừng lại ở cái thằng 3D6 thôi. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là D nhá. Chọn đáp án là D trong câu hỏi số bao nhiêu đây? Số 5. Cô thấy là có ai đó đang ra đáp án là 5C. Các bạn ơi, ra 5C thì là chưa xem cái like cấu hình E, cấu hình electron của ion của cô rồi. Đó. Khi mà nhường E thì nó sẽ nhường từ cái phân lớp ngoài cùng nhá, có nghĩa là nhường từ 4S cơ, chứ không phải là nhường ở cái thằng 3D. Nhiều bạn nói rằng là cô ơi, khi điền E thì chúng ta thấy là nó E cuối cùng nó điền vào phân lớp 3D, vậy vì sao nó không mất đi từ 3D? Nhưng không phải. Sau khi điền E vào các lớp và các phân lớp rồi thì các phân lớp sẽ đi về đúng lớp của mình. Như vậy là các em hình dung như này này. À, ở cái thằng thằng sắt này nhá, thì mình có là 26 cộng đúng không? Đó. Lớp thứ nhất này, cô viết nhanh, vẽ nhanh xấu lắm nhá. Lớp thứ hai, được chưa? Và lớp thứ ba, sau đó lại có lớp thứ tư luôn. Đó, thì cái phân lớp 3D nó nằm ở trong cái lớp này này. Đó, phân lớp 3D, 3D nằm ở trong lớp này. Mà phân lớp 4S lại nằm ngoài này. Thì khi mất E thì nó phải mất từ ngoài vào trong, chứ không thể mất từ trong ra ngoài được. Đó. Như vậy là phải mất từ cái thằng 4S này, chứ không phải là mất từ cái thằng 3D nhá. Lần sau không bao giờ được phép sai câu này nữa nhá các bạn ơi. Chuyển qua câu số 6 nào. Câu số 6. Rồi, tiếp tục với câu số 6 đi nào các em. Câu số 6 nào. Một nguyên tử X có 15 electron trong lớp vỏ. Vậy X có bao nhiêu electron độc thân ở trạng thái cơ bản? Đó.
có bao nhiêu electron độc thân ở trạng thái cơ bản? Comment lên nha, comment lên nào các em ơi. Câu số 6 nha. E độc thân có nghĩa là gì ạ? Nó một mình nó lẻ loi trong một cái orbital. Còn E ghép đôi có nghĩa là gì ạ? Nó đã tìm được cặp của nó rồi. Thì đó là E ghép đôi. Vậy bây giờ trong bài này người ta đang hỏi là E độc thân. Đó. Cô thấy Nguyễn Hoàng Dung đang 6D, Phạm Văn Quốc Phong 6D, Hồ Thị Hồng Duyên 6D, Chu Thị Trà My cũng có 6D, Đặng Tâm 6D, Nguyễn Vân và Tuấn Hoàng cũng là 6D luôn. Ok. Trong câu này chúng ta lại có là cấu hình E. Electron là 15 electron, vậy cấu hình E sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 và 3P3. Thế thì S này nó đã ghép đôi rồi này. Vậy chỉ cần xét đến cái thằng gì thôi ạ? Đến cái thằng P thôi. P của chúng ta có 3 orbital. Được chưa? 1, 2, 3 này. 3 orbital. Khi phân bố các E vào các orbital thì chúng ta sẽ ưu tiên sao cho số E độc thân là lớn nhất. Vậy đây sẽ là 1, 1, 1. Vậy thằng này nó sẽ có 3 E độc thân. Được chưa? 3 E độc thân. Từ đó mình sẽ chọn đáp án D trong câu hỏi số 6 nhá. Rồi, rất chính xác luôn. Đó, Kim Liên và Phương Anh cũng có là 6D rồi. Ok. Câu số 7 nào. Câu số 7. Một nguyên tử X có 15 E ở lớp vỏ này. Trong lớp vỏ này. Vậy cấu hình electron của X có bao nhiêu lớp? Đó, vẫn là 15 E. Đây là nguyên tố phốt pho đúng không? Người ta có thể khai thác rất nhiều câu hỏi khác nhau này. Câu số vậy thì câu số 7 người ta sẽ chọn đáp án là gì đây? Người ta lại hỏi là cấu hình electron của X có bao nhiêu lớp? Bao nhiêu lớp nhá. Tuấn Hoàng ra 7B, Quốc Anh 7B. Đặng Tâm có đáp án 7B. Phạm Văn Quốc Phong 7B, Nguyễn Hoàng Dung 7B. Linh Trâm 7B, Phương Anh, Kim Liên đều 7B. Hoàng Đình Quyền 7B và Trương Trân. Trương Trân à? 7B. Ok. Rồi, vậy thì câu số 7 này nhá em ơi. Chúng ta thấy có một lớp E này, hai lớp E và đây là lớp thứ ba. Như vậy có ba lớp E, chúng ta sẽ chọn đáp án B trong câu số 7 nhá. Ok. Rồi, khá là nhiều bạn comment đấy. Đúng rồi, chúng ta sẽ phát huy cái tinh thần comment lên nha. Câu số 8 nào. Cấu hình electron của natri 11 có bao nhiêu phân lớp nhá? Đọc thật kỹ câu hỏi cho cô, không là nhầm luôn. Đọc nhanh quá là thiếu từ, chọn sai luôn đấy nha. Ở đây lại là hỏi về phân lớp, được chưa? Cấu hình E của natri 11 có bao nhiêu phân lớp E? Được chưa? Đó là câu số 8. Câu số 8 nào. Hôm nay cô sẽ dành một voucher, đó là một voucher giảm 200.000 đồng cho một bạn nào đó mà chụp được số mắt xem lớn nhất. Nếu như đăng ký khóa học trong ngày hôm nay và chụp số mắt xem lớn nhất được thì cô sẽ giảm ngay 200.000 đồng khi các bạn đăng ký khóa học nhá. Ok. Vì vậy các bạn nào chụp được cái khoảnh khắc mà nhiều mắt xem nhất thì các bạn sẽ gửi vào page nhá để nhận ngay cái phần thưởng của mình nhá. Rồi câu số 8, Nguyễn Sinh Hùng chọn 8A, Hồ Thị Hồng Duyên 8, Nguyễn Sinh Hùng 8A này, Hồ Thị Hồng Duyên 8B, Linh Trâm 8B, Minh Quốc 8A, Trần Thị Thanh 8A. Như vậy đang có hai luồng đáp án là A hoặc là B. Các bạn là A hoặc là B. Phương Anh đang có đáp án 8B, Quốc Anh 8A. Như vậy là A, B gần như ngang nhau luôn đấy. Vũ Thảo 8A và Trương Trân cũng là 8A, Kim Liên 8A, Nguyễn Hoàng Dung còn 8C cô. Rồi, các bạn ơi, người ta hỏi phân lớp nha. Vậy chúng ta sẽ có này. Câu này lại có nhiều tranh cãi như vậy cơ ta. Nguyễn Vân là 8C. Rồi, cấu hình E của natri này sẽ là 1S2, 2S2, 2P6.
3S1 đúng không? Trong cấu hình E của natri có bao nhiêu phân lớp các bạn ạ? Chúng ta thấy là phân lớp 1S, 2S, 2P và phân lớp 3S. Như vậy là có 1, 2, 3, 4 phân lớp. 4 phân lớp thì mình phải chọn đáp án C nhá. Được chưa? Có 4 phân lớp. À, chắc ai đó mà chắc là ví dụ như các bạn đang chọn 2, có nghĩa là các bạn nói rằng là chỉ có phân lớp S và phân lớp P thôi đúng không? Được chưa? Nhưng mà 1S với 2S là khác nhau nhá. Được chưa ạ? Rồi chuyển sang câu số 9 nào. Tiếp tục ở câu số 9 nhá các em ơi. Câu 9 nào. Nguyễn Hoàng Dung 9C, Tuấn Hoàng 9C, Nguyễn Sinh Hùng 9C. Tổng số hạt cơ bản trong hạt nhân nguyên tử X. Nhớ là tổng số hạt cơ bản nhưng ở đây chỉ là trong hạt nhân nhá. Là 39. Biết cấu hình electron của X có hai lớp tận cùng. Đó là 3s2, 3p6 và 4s1. Vậy tổng số EN, tổng số PNE của X bằng bao nhiêu? Ok. Trong câu này chúng ta sẽ có được đó là gì ạ? Ở đây người ta lại khai thác là gì? Cấu hình electron của X có hai lớp tận cùng là như vậy, thì chúng ta viết cấu hình E cho đến khi đạt cái trạng E ra. Đúng không? Nó sẽ có là 1s2, 2s2, 2P6, 3S2, 3P6 và 4S1. Thực ra khi mà có được cái cấu hình E như thế này rồi, các bạn sẽ biết luôn được đây là nguyên tố kali đúng không? Kali thì đang có Z bằng 19. Được chưa? Z bằng 19 mà tổng số hạt cơ bản ở trong hạt nhân thì gồm có N và P. Vậy là N cộng với P nó đang bằng 39. Thì từ đây mình suy ra được là N của mình ấy sẽ bằng 39 trừ đi 19, trừ đi 19, vậy nó bằng 20. Được chưa? Vậy nó bằng 20. 20 chúng ta sẽ có là tổng số hạt S ấy thì bằng 2Z cộng với N. Như vậy sẽ bằng 19 nhân 2 và cộng với 20. Được chưa? 19 nhân 2 thì bằng 38, 38 cộng với 20 là thành 58. 58 thì khi đó mình sẽ chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án C trong câu số 9 nhá. Ok, như vậy cô thấy là trong cái phiếu này chúng ta có khá là nhiều câu hỏi mà có cái tính mới mẻ so với lại nhiều câu. Nói chung là các bạn gặp phiếu bài tập của cô thì các bạn thấy là sẽ có các cái câu hỏi gần như là nó đều phát triển theo một cái hướng mới luôn. Mà học cùng với cô thì các bạn sẽ đều có thể suy luận được các cái câu hỏi dù là mới hay là cũ, chúng ta cũng vẫn sẽ chiến được đúng không? Đó. Chuyển qua câu số 10 nhá. Câu số 10. Rồi tiếp tục ở câu số 10 nào các em. Câu số 10 nha. Nguyễn Hoàng Dung chọn 10B. Cô kéo xuống xíu đi cô. Tuấn Hoàng 10B. Quốc Anh 10B. Em không thấy đề câu 10 á. Ô, câu 10 đây mà.
bạn ơi, các bạn nhìn thấy đề câu 10 không nhỉ? Sao cô vẫn nhìn thấy nó hiển thị lên đây mà các bạn không nhìn thấy nhỉ? Đây câu số 10 đây em ơi. Ồ sao vậy nhỉ? Hồ Thị Hồng Duyên 10B, Đức Trung 10B. Rồi cô chữa câu số 10 này. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử X gồm P, N, E là 58. Các hạt mang điện gấp các hạt không mang điện là 1,8 lần. Tìm số khối của X. Thì trong này chúng ta sẽ có tổng số hạt cơ bản là S, S bằng 58, có nghĩa là 2 nhân với Z này cộng với N thì bằng 58. Thứ hai, số hạt mang điện gấp số hạt không mang điện 1,8 lần, có nghĩa là 2Z ấy, nó bằng 1,8N. Vậy từ đây mình tìm ra được N và Z nhá. N bằng bao nhiêu đây ta? 2Z bằng 1,8. Vậy chỗ này mình sẽ lấy là 58 chia cho 2,8. Ô. Cô chào Okamin. Ủa đọc khó quá ta. Thật sự là không biết gọi tên bạn này như thế nào luôn. Tìm số khối của X. Nào ở đây chú ý này. Biết các hạt mang điện gấp các hạt không mang điện là 1,8 lần. Đây nhá, chúng ta chú ý này. Cái thằng này 2Z nhá, 2Z bằng 1,8N. Vậy thay lên phương trình trên này này thì mình sẽ có được đó là 1,8N cộng với N nghĩa là 2,8. Thì ta sẽ lấy 58 chia cho 2,8 em ạ. Cô luôn thấy là ra số nó không có được đẹp lắm các bạn ạ. À Tấn Phát à. Ok đúng rồi, chia cho 2,8 em ạ nhá. Cô đang ra được giá trị của N nó bằng 20,71 cơ. Để cô xét lại xem sao đây. 1,8 có khi là nó đang làm tròn rồi em ạ nhá. 1,8 này là đã làm tròn rồi đấy. 58 này 39 nhân với 2 mà chia cho 20. À 39 chia cho 20 chứ em. 1,95 mới đúng. Đúng không các bạn? Các bạn làm cái câu số 10 này có phải là ra giá trị nó không được đẹp không? À, chính xác ra là nó phải là 1,95 cơ. Đó, cái số khối ấy. Các bạn ơi comment lên cho cô xem nào. Câu số 10 này có phải là cái số liệu của nó không được ổn không? Làm tròn nào. Tại vì thực tế ra nhá, chúng ta có là cái phương trình chúng ta là 2Z cộng với N này. À, hạt tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử X gồm có P, N, E là 58. Như vậy là 2Z cộng N bằng 58. Đúng rồi, số xấu. Đó, 2Z là số hạt mang điện thì gấp các hạt không mang điện là 1,8 lần. Nghĩa 2Z thì bằng 1,8N nhá. Số lẻ, số xấu thực sự luôn. Nếu như muốn ra số đẹp ở đây nó phải là 1,95 cơ. Được chưa? Còn nếu như các bạn làm ra số này mình sẽ lấy 58 chia cho 2,8 để bằng 20,71 nhá. 20,71 này. Sau đó thì cái thằng kia thì mình sẽ lấy là nhân với 1,8 và chia cho 2 thì ra được 18,6. Có nghĩa là các em làm tròn xuống ấy, lấy số nguyên ấy. Đó. Thì cái số này nhá, cái bài này các bạn sửa lại cho cô thành 1,95 đi. Đó, 1,95 cho cô đi.
Khi ra 1,95 thì mình sẽ lấy 58 chia cho 2 chia cho 2,95. Đúng nhỉ? Để cô xét lại xem nào. 19 nhân 2, 19 nhân 2 chia cho 20. 1,9. Rồi, chính xác là 1,9 nhá. 1,9 em ơi, 1,9. Thì khi đó mình sẽ lấy là 58 chia cho 2,9 thì ra đúng bằng 20 luôn. 20 và cái thằng Z này bằng 19 luôn. Được chưa? Rồi, các bạn ơi, sửa lại là một là số Neutron sai sai. Đó. Sửa lại cho cô thành là 1,9 nhá. Ở cái đề bài này nó phải là gì ạ? Số hạt mang điện gấp, số hạt không mang điện 1,9 lần. Được chưa? Số hạt mang điện gấp, số hạt không mang điện là 1,9 lần. Nhá. Đó, chốt lại với nhau là điều đó đi. Được chưa? Thế thì từ đây chúng ta sẽ tìm ra được là N bằng 20 và Z bằng 19 thì sinh ra số khối A ấy, sẽ bằng 19 cộng với 20, vậy bằng 39 nhá. Đó là câu số 10, chúng ta chọn đáp án B. Ok chưa? Rồi, chuyển sang câu số 11 nào. Câu số 11. Rồi, câu số 10 nhá. Sửa lại chỗ này thành 1,9 chứ không phải là 1,8 nữa. Đúng rồi, câu B. Câu số 11 nào các em. Thế nào, có thấy một số thành phần, một số thành viên hay thanh niên là không có comment đáp án câu số 10, nghe có vẻ như là chọn cái phương án an toàn quá. Yêu hóa học à. Rồi, rất cảm ơn bạn Tấn Phát. Rồi, cô hình như cô nhớ không nhầm là Tấn Phát đúng không? Đó. Là câu số 11 đi nào. Cho cấu hình electron của x và y này, nhận xét nào sau đây là đúng? Tuấn Hoàng chọn 11D. Quốc Anh 11D. Nguyễn Hoàng Dung 11D, Khánh Huyền 11D, Khánh Huyền mới vào em. Khánh Nam Ngô 11D, Hồ Thị Hồng Duyên 11D. Quốc Phong cũng có 11D. Tạ Khánh Linh, Vũ Minh Hiếu, Đức Trung và Hoàng, Đức Trung 11D, Hoàng Đình Quyền 11A, Hồ Thị Hồng Duyên 11D, Phương Anh D. Ok. Rồi, rất nhiều bạn comment nha. Câu này nhá các em ơi, ta hỏi nhận định nào sau đây đúng? Cấu hình E của X là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Như vậy lớp ngoài cùng nó đang có là 3 cộng với 2 là 5E. 5E lớp ngoài cùng. 5E lớp ngoài cùng thì đây chính là nguyên tố phi kim nhá, là phi kim. Còn đối với Y, Y thì lại có 1E lớp ngoài cùng. Như vậy nó là nguyên tố kim loại. Như vậy X là phi kim, còn Y là kim loại. Được chưa? Chúng ta xét các nhận xét này. X và Y đều là các kim loại. Trời ơi, sai luôn rồi. Thanh niên nào mà chọn câu này là phải xem lại nhá. Đó. Được chưa? B, X và Y đều là phi kim cũng sai luôn vì Y của mình là kim loại. C, X và Y đều là khí hiếm cũng sai luôn. Muốn khí hiếm thì lớp ngoài cùng nó phải có 8E, hoặc là có một trường hợp đặc biệt đó là heli thì có 2E, đúng không? X là một phi kim còn Y là một kim loại, vậy chúng ta phải chọn đáp án D nhá các em. Ừ, câu này D xịn luôn đấy các em ạ. Chuyển sang câu số 12 nào. Câu số 12. Được chưa? Câu số 12 cho cô đi nào. Em vừa kiểm tra hóa xong liền vào luôn cô ạ. À, kiểm tra tối luôn hả? Câu số 12 này em. Trong nguyên tử một nguyên tố có 3 lớp E là K, L, M. Lớp nào trong số lớp đó có thể có E độc thân? Đó. Lại một câu mà cảm thấy mới toanh luôn đúng không? Tuấn Hoàng ra B, Nguyễn Hoàng Dung B, Khánh Huyền B, Quốc Phong B, Hồ Thị Hồng Duyên cũng là B. Đức Trung là B. Thì chúng ta nhớ cho cô như sau này, ta nhớ này. Lớp K, lớp L, M, K, L, M tương ứng với N bằng 1, N bằng 2 và N bằng 3. Như vậy lớp ngoài cùng đang là N bằng 3 hay chính là lớp M. Thì các lớp bên trong này nó phải bão hòa E rồi thì nó mới điền E vào lớp bên ngoài. Vậy bão hòa E có nghĩa là gì? Các E đã ghép đôi rồi nhá. Vậy thì
E độc thân nếu như có thì nó chỉ có thể ở cái lớp ngoài cùng này thôi. Như vậy chúng ta sẽ chọn lớp M, chúng ta chọn B trong câu số 12 nhá. Chuyển tiếp sang câu số 13. Rồi, chuyển tiếp sang câu số 13. Trong nguyên tử một nguyên tố X có 29 electron và 36 neutron. Số khối và số lớp electron của nguyên tố X lần lượt là. Rồi, câu số 13 đi nào các em. Câu số 13 nhá. Nhanh nào, comment lên cho cô ở câu số 13 nhá. Cái chữ trực tiếp che mất đề rồi cô ạ. Câu 13 mà. Đây đây, cô kéo đề C xuống một chút nhá. Câu số 13 nào. Tuấn Hoàng chọn 13B, Nguyễn Hoàng Dung 13B. Tấn Phát 13B, Khánh Huyền 13B. Đỗ Xuân Trường ơi, đây lớp 10 em nhé. Quốc Phong cũng có 13B. Thanh niên này thay đổi tên nhanh vậy. Nguyễn Như 13B. Rồi, thế thì trong câu số 13 chúng ta đang có gì đây ạ? Trong nguyên tử một nguyên tố X có 29 electron và 36 neutron. Số khối, hiển nhiên là chúng ta có số khối A sẽ bằng N cộng với Z đúng không? Như vậy sẽ bằng 29 cộng với lại 36. Đó, 29 mà cộng với 36 thì bằng 60, 64. 64. Như vậy A bằng 64 thì mình loại ngay hai đáp án là B với lại C đi, vì đây là 65 này. Đó. Bây giờ người ta hỏi cái thứ hai là số lớp electron của nguyên tố X thì bắt buộc có viết cấu hình E ra đúng không? Và cái trường hợp này 29 E nó là trường hợp của đồng. Đồng là một trong những cái trường hợp đặc biệt cấu hình E đạt đến cấu hình E gần bão hòa. Vậy mình sẽ có câu nghe là 1S2, 2S2, 2P6 này, 3S2, 3P6, 4S1 và 3D10. Như vậy số lớp E sẽ là 1 này, 2 này, đây là 3 nha, 3 này, 3D này, đó, đây là lớp 4. Như vậy có 4 lớp E các em nhá, có 4 lớp E. 4 lớp E thì mình sẽ loại tiếp đáp án D đi, chỉ còn lại đáp án A trong câu số 13 thôi. Đó. Nhá. Ồ, 65 à? Âu nhỉ. Ôi dồi ôi, rất xin lỗi rồi, cộng cộng sai, cộng sai. Lỗi các bạn ơi. 29 cộng 36 mà. Đúng rồi, 65. 65 mà, đúng rồi. Cảm ơn các bạn nhé. 65, 65 nha. 65 thì chúng ta lại phải đảo ngược tình thế đi. Loại D, loại A đúng không? Vậy thì còn lại đáp án là B. Rồi, rất cảm ơn luôn các bạn ơi. Đó mà. Cô cộng kiểu gì vậy cô? Đúng không? Ủa gì vậy? Đúng rồi, phải phản kháng ngay lập tức đi. Những cái lúc, những cái pha mà cộng sai như thế này là cô thấy là những thanh niên tàu ngầm là xuất hiện ngay lập tức này. Đúng rồi, 65 nhá các em ơi. Chính xác 65, 65 nha. Rồi. Rất cảm ơn các bạn luôn. 65, 65 nha. Như vậy là câu này chúng ta chốt lại này. Câu 13 chúng ta sẽ chọn B nhá. Được chưa? Cô làm em hú hồn đấy cô. Chọn B. Được chưa? Chọn B nhá. Rồi chuyển tiếp này. Câu số 14 nhá. Rồi 14. Đây câu 14 này. Cô làm em hú hồn đấy cô. Rồi câu 14 nhá. 14 nào. Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp P là 11. Vậy X thuộc loại. Một pha sai và đi vào lịch sử đúng không? Tuấn Hoàng 14B, Nguyễn Hoàng Dung 14B. Tí thì tưởng câu A. Rồi, tiếp tục là Đức Trung 14B. Quốc Phong 14B. Hồ Thị Hồng Duyên 14B. Ở đây chúng ta có là gì ạ? Tổng số electron ở các phân lớp P là 11. Vậy viết ra 1S2, 2S2, 2P6,
Ở đây là 2P6 rồi này. Đấy, 3S2 3P 6 thì để có 11 ấy, 11 trừ đi 6 còn 5. Đó, thì ở đây sẽ chỉ là 3P5 thôi nhá. Thì electron cuối cùng đang điền vào phân lớp P thì nó sẽ thuộc họ nguyên tố P, vậy chúng ta chọn đáp án B trong câu số 14 nhá. Đúng rồi. Ok, chuyển tiếp sang câu số 15. Câu số 15. Câu 15 nào. Nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 và 3p6. Ở dạng đơn chất thì nguyên tử của nguyên tố M. Nguyên tử của nguyên tố M nhá. Có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p6, vậy ở dạng đơn chất phân tử M có bao nhiêu nguyên tử? 14 con không biết. 14 có vừa chữa rồi nhá. Câu 15 nào. Comment lên các em ơi. Nào comment lên các em. Xem. Hồ Thị Hồng Duyên, em không biết. Đức Trung em không biết câu 15. Ở đây thì chúng ta thấy được là gì ạ? Lớp ngoài cùng của cái thằng này ấy, nó là 3S2 và 3P6. Như vậy là tổng số E lớp ngoài cùng đang bằng 8 đúng không các em? 8 thì nó là khí hiếm. Được chưa? Đó, 8 thì nó sẽ là khí hiếm. Khí hiếm thì nó sẽ ở dạng nó là một nguyên tử. Chúng ta chọn đáp án D nhá. Rồi, chúng ta sẽ làm đến câu số bao nhiêu đây ta? Xem nào. Rồi, chúng ta sẽ làm đến câu số 17 nhá các em ơi. Làm tiếp hai câu nữa là câu số 16 nào. Ừ. 16, 16 nào. Em ơi, câu 16 đi nào. Câu 16 nha. Đúng rồi, câu 15 là một nguyên tử, câu 16 đi. Chưa học đến cấu hình em chưa biết làm à? Năm nay mỗi một địa phương thì sẽ cái tiến độ học sẽ khác nhau các em ạ. Có nơi thì đã học hết chương 2 rồi. 16 Nguyễn Hoàng Dung 16B, Tuấn Hoàng B, Lê Phúc 16B. Hà Dung còn đáp án B, Quốc Anh 16B, Hồ Thị Hồng Duyên B, Khánh Huyền B. Rồi câu này các bạn rất là thống nhất về mặt đáp án luôn. Đó. Quốc Phong cũng có đáp án 16B. Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn A là thứ tự tăng dần các mức và phân mức năng lượng của các e. B là sự phân bố các electron trên các phân lớp và các lớp khác nhau. C là thứ tự giảm dần của các mức các phân lớp năng lượng các electron. Và D là sự chuyển động của các e trong nguyên tử. Thì ở đây cấu hình electron của nguyên tử sẽ là biểu diễn sự phân bố của các electron trên các phân lớp và các lớp khác nhau. Đúng không? Đó, vậy chúng ta chọn B là chính xác rồi. Chuyển tiếp sang câu số 17 nào. Câu 17 nhá. Chúng ta sẽ làm nốt câu số 17. Còn các câu còn lại cô sẽ chữa trong live VIP nha các em ơi. Câu 17 nào. Một nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Nguyên tử đó thuộc về các nguyên tố hóa học nào?
Hết chương 2 là lớp em đấy. Đó mà cô thấy năm nay rất là mỗi một địa phương học theo khác nhau em ạ. Nào, comment lên ở câu số 17 cho cô nhá. 17 nào. Một nguyên tử có cấu hình elốc ngoài cùng là 4F1. Nguyên tử đó thuộc về các nguyên tố học nào sau đây? Hồ Thị Hồng Duyên 17A, Khánh Huyền A, Hoàng Tuấn Hoàng A, Quốc Anh A. Đồng chrome kali. Quốc Phong 17A. Câu này thì nó sẽ có một cái trường hợp cơ bản này và hai trường hợp đặc biệt đúng không? Đó là khi cấu hình E đạt đến cái trạng thái gần bán bão hòa và gần bão hòa. Thấy chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ có là 4S1 này, có cấu hình E số 1 này, nó là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 và 4S1. Đây là của kali. Được chưa? Thứ hai đó là gì? Đó là trường hợp của cái thằng chrome ấy, nó là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 và 3D5. Đây là của chrome. Đó. Đến trường hợp số 3 là của đồng, nó là đạt đến cấu hình E gần bão hòa. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10 và 4S1. Đây là cấu hình E của đồng. Như vậy là nguyên tử đó thuộc về các nguyên tố học đó chính là kali, chrome và đồng. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A trong câu số 17 nhé. Ok. Rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây các bạn ơi. Nhá. Các bài còn lại thì buổi học tiếp theo cô sẽ chữa trong group VIP nhá. Các bạn group VIP chú ý nhá. Các bạn nào mà chưa về đội VIP của cô thì sẽ nhanh tay inbox page để chúng ta sẽ về đội VIP của cô nhá. Rồi các bạn ơi, tim nhẹ một cái để chúng ta chào nhau nào. Rồi, vậy cô chào các bạn và hẹn gặp lại các em ở trong những cái buổi live tiếp theo nha. Nhớ theo dõi pet nha, các em ơi, nhớ ấn theo dõi pet nha. Tầm ngày bao nhiêu cô dạy à? Tầm ngày bao nhiêu cô dạy có nghĩa là sao? Có nghĩa là buổi học tiếp theo sẽ là ngày bao nhiêu hả? Nguyễn Vân, em sẽ theo dõi pet để có cái lịch live nhá, hình như tuần này cô chưa up lịch live à? Rồi, cô chào các bạn nhé. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Dung.